Tăng huyết áp là một trong những bệnh thường gặp ở những người trên 35 tuổi. Hơn nữa, căn bệnh này là một trong những căn bệnh khó chữa nhất. Bệnh tiến triển nhanh chóng, áp lực tăng cao hơn bao giờ hết, các cơn tăng huyết áp trở nên thường xuyên hơn, tim và mạch máu bị mòn và bị tắc nghẽn bởi tăng cholesterol với tốc độ ngày càng nhanh. Tăng huyết áp là con đường dẫn đến các cơn đau tim và đột quỵ, khiến hầu hết những người ở độ tuổi 40 tử vong. Trên khắp thế giới, các loại thuốc hạ huyết áp từ lâu đã không được coi như một phương pháp điều trị. Thuốc hạ huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ, bởi vì sau khi uống một viên thuốc như vậy cho phép máu đi qua nhiều hơn và tim không thể điều hòa được. Cho đến nay, lipofen là thuốc điều trị tăng huyết áp hiệu quả nhất, đã được các nghiên cứu lâm sàng khẳng định. Lipofen phương pháp ổn định huyết áp đầu tiên sử dụng công nghệ nano Nhật Bản. Công nghệ nano giúp bảo vệ các phân tử thuốc khỏi sự phân hủy quá sớm trong môi trường sinh học, giúp kéo dài thời gian tác dụng, tạo điều kiện để cơ thể hấp thu hiệu quả hơn, tăng khả năng hấp thu hoạt chất lên 89%, đa tác động giúp điều trị các bệnh lý liên quan tới cao huyết áp. Ổn định dược chất giúp cơ thể không bắt gặp bất kỳ phản ứng phụ nào trong quá trình sử dụng, chống lại các cơn tăng huyết áp. Công dụng của lipofen: hỗ trợ giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, giảm mỡ máu, giúp tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, hỗ trợ làm giảm biểu hiện của tăng huyết áp, hỗ trợ phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch, hỗ trợ tăng tiêu thụ mỡ, tăng cường năng lượng cho cơ thể. Cách dùng: người lớn, uống mỗi lần một viên, 2 lần một ngày. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, hạn chế thức ăn có nhiều dầu mỡ. Thường xuyên luyện tập thể thao. Đối tượng sử dụng: người huyết áp cao, mỡ máu cao, người cần duy trì và tăng cường sức khỏe tim mạch. Thận trọng: không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.